Vâng. Em Vũ Duy Auto xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Auto. Và trong buổi sáng sớm ngày hôm nay, một ngày thời tiết cũng khá là mưa và bây giờ thì cũng mới tạnh, thì Vũ Duy Auto sẽ giới thiệu quý vị và các bạn một chiếc xe mới nhập về cửa hàng. Một chiếc xe màu đen nhập khẩu nguyên chiếc năm 2009. Một chiếc Hyundai Avante sản xuất năm 2009, bản S16. Vâng, một chiếc xe khá là đẹp, sử dụng máy xăng 1.6, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu và đặc biệt chiếc xe này sử dụng hộp số tự động. Vâng, một chiếc xe rất dễ dàng sử dụng và với giá thành một chiếc xe lựa chọn cực kỳ cũng lên để quý vị các bạn cân nhắc. Vâng, với thời tiết mưa như thế này đi lại thì chắc chắn là sẽ rất là sạch sẽ và giá thành thì cũng vừa phải. Vâng, và bây giờ thì em sẽ đi chi tiết về chiếc xe này cho mọi người cùng xem. Gửi chọn niềm tin. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước mắt quý vị và các bạn đang là chiếc Hyundai Avante mới được nhập về cửa hàng của Vũ Duy Auto trong buổi sáng ngày hôm qua, và bây giờ thì cũng đã rất là đẹp rồi để có thể giới thiệu quý vị các bạn. Và bây giờ em cũng sẽ đi tổng quan qua ngoại quan của chiếc Hyundai Avante này. Vâng, một chiếc xe sử dụng máy xăng 1.6 số tự động nhé quý vị nhé, rất là đẹp luôn. Màu đen khá là bắt mắt và đã được nẹp thêm các viền chỉ đỏ đen pha đỏ rất là đẹp. Vâng, nội thất ghế da thì đã được bọc áo ghế rồi. Còn sơn si của chiếc xe này thì cũng còn 70%. Một chiếc xe 2009. Và con này thì zin chính chủ biển Hải Phòng 15A11693. Và cũng gốc Hải Phòng luôn nữa quý vị nhé. Một chiếc xe cũng khá là đẹp. Đấy. Vâng, ngoại quan phần phía sau cũng khá là đẹp. Này thì tối hôm qua thì trời vẫn mưa và vừa rồi thì cũng vẫn còn mưa, thế nên là cũng có một số các cái nước đọng trên xe rất là nhiều luôn. Đấy, thời tiết mưa gió như thế này mà không mua một chiếc xe để đi lại cho gia đình mà cứ đi xe máy thì cũng rất là bất tiện. Và đi lại một chiếc ô tô thì có thể là mình đi lại cho cả gia đình rất là an toàn, tiện lợi và đi được đông người. Vâng. Một chiếc xe form dáng thể thao, khỏe khoắn, mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và đặc biệt là 5 chỗ ngồi nhé quý vị nhé. Rất là đẹp luôn. Và bây giờ thì em sẽ đi tổng thể chi tiết về chiếc xe này cho mọi người cùng xem. Vâng, thưa quý vị các bạn, chiếc Hyundai Avante thì sử dụng đèn halogen, không phải đèn bi xe lông. Vâng, cũng rất là tương đối khá là sáng. Logo Hyundai nổi bật trên các cái phần lốp ca lăng. Và đặc biệt là phần mặt nạ dưới đấy, mọi người có thể nhìn tổng thể ngoại quan của chiếc xe. Tuy không bằng mẫu Elantra cũng cùng phân khúc, nhưng mà Elantra thì có vẻ cao cấp hơn. Còn dòng này thì nó sẽ trung bình, trung tính hơn. Và form dáng của chiếc xe này thì rất là thể thao, nên là phù hợp với những gia đình trẻ năng động. Vâng, rất là máy móc thì đương nhiên là hàng Hyundai thì máy móc rất là chắc lừ rồi. Vâng, con này thì sử dụng dạ VVTi trên động cơ cho quý vị nhá, xi nhan kết hợp trên thân. Còn lốp đấy, mọi người cùng em nhìn lốp ạ. Vâng, lốp thì tương đối khá là mới đấy, lốp Michelin. Vâng, vành 15, lốp 195, tỷ lệ 65, lốp khá là mới luôn. Và đặc biệt lốp này thì còn đi được khoảng 2-3 năm thoải mái. Vâng, cua lốp thì đây, cua lốp thì mọi người có thể cùng em nhìn là cũng tương đối khá là sạch sẽ. Và phần giảm xóc. Và rất nhiều khách hàng ở trên kênh của Vũ Duy Auto thì cũng phân vân lựa chọn rồi đong đo đong đếm về xe. Thế nhưng mà thực sự thưa quý vị các bạn, những chiếc xe như thế này thì ở cửa hàng em là gần như là về phát là có khách đặt mua hoặc là khách đến xem xe là cái là kết luôn. Vì là khi những video của em đưa lên thì tất cả những chiếc xe đấy thì mọi người xem rất là kỹ rồi. Thế nên là mọi người nếu ai quan tâm thì phải nhanh tay gọi điện cho Vũ Duy Auto qua số điện thoại 0869158926. Và thường thường những chiếc xe ở cửa hàng em chỉ vài hôm thôi ạ, nên là mọi người cũng đừng do dự mà để tuột mất những chiếc xe đẹp. Vâng, phanh đĩa kết hợp phanh ABS trên cả 4 bánh rất là an toàn luôn. Một chiếc xe bản đủ. Con này thì được gắn thêm cả cái chi tiết chống mưa rồi, nhưng mà thực sự quý vị những cái đấy nó không dùng được.
Vâng, những cái miếng quảng cáo trên mạng ấy, không thể dùng được, nước mưa vẫn đọng luôn. Vâng, vẫn còn nguyên cái kính chiếu hậu logo của Hàn Quốc này. Vâng, cửa kính thì đóng mở êm khít, khóa điện các thứ điều chỉnh đầy đủ luôn. Vâng, và đặc biệt là phần tapi của chiếc xe thì khá là mới, tapi đẹp sạch. Vâng, tapi sạch đẹp luôn và có gắn thêm cả đèn để khi mà mở cửa thì dễ dàng quan sát. Tất cả các cái phần nẹp của chiếc xe thì đã được nẹp mần chỉ đỏ rồi để tăng cái khả năng thẩm mỹ cũng như là khả năng khít của xe. Còn gioăng cao su chống nước thì mọi người có thể cùng em nhìn là gioăng cao su chống nước thì chưa biết rách gì cả. Vâng, một chiếc xe 2009. Bản lề sao? Đây, bản lề mọi người có thể cùng em nhìn là bản lề cũng tương đối khá là đẹp và chưa có dấu hiệu sơn si lại. Bản lề gốc luôn đấy. Vâng, chốt trước các thứ vẫn đầy đủ. Đấy, cột kéo keo chỉ của chiếc xe này thì bên em đảm bảo luôn cho mọi người nhé. Vâng, mọi người thực sự là yên tâm. Đấy, mọi người có thể nhìn ạ. Đấy, cột vẫn còn đinh hàn luôn. Em giới thiệu thôi chứ còn nếu mà mọi người quan tâm đến xe thì lên đến đây xem xe cảm nhận. Vâng, đảm bảo cho quý vị các bạn những cái phần đấy. Đấy, có một cái logo rất là hay luôn. Vâng, Hyundai Avante phiên bản máy xăng 1.6 tiết kiệm nhiên liệu. Vâng, con này thì giữ gần như nguyên bản luôn, chưa có lắp màn hình cam lùi cũng như là cam hành trình, rồi các chức năng hoạt động thì nguyên zin. Đây, gioăng cao su này, mọi người có thể nhìn ạ. Vâng, đây ham một chút rồi nhưng không sao. Nói chung là keo chỉ là không đến nỗi, keo chỉ cũng khá là đẹp. Chỗ này chắc móp mép một tí. Vâng, đó, tương đối khá là ổn luôn. Đây, đấy, cột kéo này mọi người nhìn này, cột rắn các thứ đều luôn, lỗ tròn đều. Vâng, rất là đều luôn. Đây, nội thất ghế da màu xám này, một ghế da màu xám nguyên bản do đã được bọc cái lót ghế màu đen nên là mọi người nhìn này. Đấy, ghế mà màu xám cũng đã cũ theo thời gian rồi, cái này thì mới đọc bọc cái áo ghế này thôi, nhưng mà nói chung là cũng theo thời gian ngồi nhiều thì nó phải như thế ạ. Vâng, con này thì có cả cái phần rèm kéo kính ở đằng sau đây. Đấy, để che nắng luôn. Vâng, trần lì khá là ổn, trần lì con này em đánh giá 7 điểm. Vâng, còn ghế da khi bọc áo ghế vào rồi thì trông cũng tương đối khá là đẹp. Và riêng ghế da này thì như thế này là quá ok rồi. Vâng, nội thất cũng khá là ổn, tapi sạch sẽ này, và đặc biệt là không khoan đục nhá, không taxi dịch vụ gì luôn, của chiếc xe zin chính chủ tư nhân luôn. Vâng, tem kính các thứ là nguyên zin nhá quý vị nhá, chưa có dấu hiệu gì thay thế luôn, không đâm đụng. Vâng, tiếp theo đây là lốp đằng sau, phanh đĩa kết hợp trên hai bánh đằng sau. Mọi người cái gì cùng em nhìn là lốp sử dụng vành la răng 5 chấu này, lốp cũng còn tương đối khá là mới. Vâng, lốp con này là 2018 nhá quý vị nhá, bây giờ có 2 năm thôi và sử dụng được khoảng 4-5 năm nữa cơ. Vâng, à 3 năm nữa. Vâng, 3 năm nữa đi thoải mái luôn. Vâng, phần đèn đằng sau thì mọi người có thể nhìn là phần đèn vuốt rất đều nên là trông phong cách cũng tương đối khá là thể thao, không góc cạnh. Vâng, biển bục logo Hyundai nổi bật luôn. Và con xe này thì phải mở cốp ở phía trên nên là ta sẽ cùng lên trên để mở cốp để xem cái khoang này như thế nào. Được, em hơi là hậu tí. À đây, khóa điện. Vâng, thưa quý vị các bạn, con này thì mở khóa chìa đây, khóa chìa mở phát. Con này có hai chìa khóa nhá quý vị nhá, hai chìa khóa một khóa điện luôn. Vâng, vâng, thưa quý vị các bạn, chiếc xe này có một cái phong cách là sử dụng hai biển dài. Đấy, thế nên là thừa hẳn một cái biển đây nhá. Vâng, biển bùng thì rất là đầy đủ luôn. Vâng, không gian nội thất đằng sau cũng rất là rộng rãi và có thêm cái khoảng từ ghế xuyên thẳng sang không gian này để tiện khi mà đang đi cũng không phải nghĩ gợi gì đồ đạc. Đấy, lốp sơ cua đây nhá quý vị nhá, một chiếc xe đã được lót chống ồn rất là đầy đủ luôn. Đấy, lót chống ồn ở phần cốp sau và lốp cung hô này, mọi người nhìn này, lốp zin cung hô luôn. Đấy, còn đồ ghế đây,
Vâng, rất là đầy đủ luôn. Và cái hộp này chính là hộp cảnh báo, cái đèn cảnh báo tam giác ấy. Vâng. Còn ta cùng xem cái phần đằng sau này sao. Phần đằng sau thì các cái đinh ốc hàn vẫn còn rất là đẹp. Vâng. Phần sơn si thì cũng khá là ổn. Nói chung là con này thì không đâm va. Đấy, mọi người cùng em nhìn phần đèn này, đèn zin luôn này. Đấy, đèn đẹp của nó luôn đấy. Vâng. Đèn đóm các thứ đầy đủ, răng giếc các thứ đầy đủ luôn. Và nỉ niếc các thứ rất là sạch. Vâng. Tất cả các cái viền thì cũng đã được nẹp chi tiết chỉ đỏ rồi để cái khả năng thẩm mỹ của nó cao lên. Vâng. Chủ nhân cũ là một gia đình trẻ đã để lại cho chúng tôi. Vâng, thế nên là mọi người thực sự là yên tâm. Một chiếc Hyundai Avante 2009. Vâng. Phần tapi cánh cửa đằng bên này cũng sau lái này cũng rất là sạch sẽ đẹp đẽ này. Đó. Gioăng cao su. Khả năng chống nước cũng khá là ok. Vâng. Gioăng cao su cũng khá là ok và keo chỉ đây. Đấy. Những ai quan tâm thì cứ đến đây xem. Vâng, một chiếc xe khá là ổn. Vâng. Với cái giá thành 275 triệu đồng chỉ nhỉnh hơn các cái dòng hatchback khoảng 6-70 triệu thì chiếc xe này, một mẫu sedan phong dáng thể thao này là một lựa chọn khá là tuyệt vời cho quý vị các bạn. Vâng, đây mọi người có thể cùng em nhìn. Vâng, một chiếc xe 2009 tem nhãn đầy đủ này, trọng lượng tải là 1 tấn 530. Vâng, còn các cái đầu ốc bản lề này zin đét đẹp, sơn si chưa có đây. Đấy. Chủ yếu là mình quan trọng những cái phần này để đảm bảo rằng chiếc xe không có đâm đụng. Vâng. Đấy. Còn những cái phần cột kèo này thì bên em đảm bảo luôn cho mọi người nhé. Nói thật những cái phần này khi mà một tay nó hơi khó. Đấy. Mọi người nhìn này, ốc hàn cũng còn nguyên này. Đấy. Ốc hàn bằng robot. Nên là những cái này mà chi tiết khi mà đâm va thì chắc chắn là không thể tránh không thể tẩy xóa được. Nên là mọi người đấy, mọi người nhìn thì biết ngay là chất lượng xe như thế nào. Vâng, các cái phần gioăng giếc các thứ đầy đủ luôn. Và tapi cực kỳ sạch sẽ. Nút ấn các thứ là hoạt động hoàn toàn bình thường. Gương kính chỉnh điện, khóa cửa điện rồi các chức năng hoạt động hoàn toàn ok. Vâng. Đây. Thay dầu nhớt định kỳ này mọi người này. Đấy. Dầu nhớt được thay thế định kỳ tại Hải Phòng. Và đấy, chiếc xe được bảo dưỡng định kỳ rất là yên tâm. Vâng, mọi người không phải nghĩ ngợi. Vâng. Và đã có thêm cả cái cảm biến lùi này. Cảm biến lùi. Táp lô thì cực kỳ sạch sẽ. Và táp lô rất là sạch sẽ luôn. Con này thì có cả túi khí cho người lái cũng như người ngồi. Và đây, túi khí người lái đây. Người ngồi bên cạnh này. Và rất là an toàn. Tay nắm vô lăng thì được bọc tích hợp mà thêm các chức năng điều chỉnh âm thanh rồi điện thoại rảnh tay, còi khá là to. Vâng. Các cái chức năng điều chỉnh điện thì hoàn toàn bình thường. Vâng, em sẽ điều chỉnh qua cho mọi người cùng xem. À, mọi người xem đồng hồ nhé. Vâng, chiếc xe mới đi được có 15 vạn này. Đây, 15 vạn. Vâng. Kính cửa các thứ. Nói chung là những cái chức năng này là hoàn toàn bình thường. Mọi người không phải nghĩ ngợi gì luôn. Đèn đóm đầy đủ sáng láng luôn. Không thiếu một cái chức năng gì. Vâng. Các chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường. Con này thì có phanh chống trơn trượt rồi FPS. Đấy, mọi người có thể nhìn các phím bấm cũng đã theo thời gian rồi nên là nó cũng hơi cũ một chút. Và còn đây, đặc biệt là phần đầu đĩa này có 6 đĩa này kết hợp này. Các nguyên zin luôn, chưa lắp thêm màn hình cam lùi hay màn hình giải trí đấy. Rồi các cái phần phía dưới đây mọi người nhìn này, rất là sạch sẽ, sáng láng luôn. Vâng, phong cách rất là thể thao gọn nhẹ. Đây. Đấy, hốc để đồ đầy đủ. Rồi cái phần cần số nhá mọi người nhìn này, cần số rất rõ ràng luôn. Vâng. Đấy, tay phanh. Đấy. Bây giờ thì ta cùng đi đà chiếc xe này để xem xe như thế nào nhé. Đấy thưa quý vị các bạn, máy 1.6 đề phát nổ ngay. Vâng. Con này thì đấy, buổi sáng thì khởi động thì bao giờ nó cũng như thế này. Có nghĩa là dồ lên một chút để phun lên cái dầu bôi trơn. Sau đó khi mà dầu ổn định rồi thì mức vòng tua động cơ nó sẽ giảm dần
Vâng, bây giờ ta đến khoang động cơ để xem động cơ như thế nào. Vâng, thưa quý vị các bạn, trước mắt quý vị các bạn là khoang động cơ của chiếc xe. Động cơ sử dụng hệ cam kép DOHC 16 van sản nạp. Vâng, động cơ đến từ Hàn Quốc nha quý vị nhá. Đầu tiên thì ta nhìn động cơ này, mọi người có thể nhìn này, không dầu mỡ. Đây là tháo nó mở cái này ra kiểm tra thì là dầu được chảy ra thôi. Còn đây, em mở nắp rồi, mọi người nhìn này, không có chút hơi thừa nào luôn. Đấy, không có một chút hơi thừa. Răng xác màng xước mưa các thứ là rất là tốt. Vâng, tiếp theo là các cái phần ốc, mọi người có thể cùng em nhìn. Đây là các phần ốc này, ốc rồi răng khung các thứ là nguyên đẹp luôn. Vâng, còn máy này thì cũng đã tháo rồi quý vị ạ. Vâng, có tháo và bảo dưỡng định kỳ rồi nên là mọi người thực sự là yên tâm. Chủ yếu là máy chạy khá là êm này. Đấy, máy chạy êm, không rung lắc, nghĩa là máy móc chạy cực tốt, không có dầu mỡ thừa. Dầu mỡ thì đầy đủ luôn. Đây mọi người nhìn này. Đấy, dầu mỡ đầy đủ luôn. Nói chung là những chiếc xe mà được bảo dưỡng định kỳ thì thực sự là yên tâm. Và đấy mọi người nhìn ở cái tem nhãn có định kỳ về bảo dưỡng dầu thì mọi người biết là chủ nhân giữ gìn như thế nào rồi. Vâng, đây em thử luôn tiếng cò này xem là chất lượng này. Đấy. Đấy mọi người có thể cùng em nghe đấy, không có một chút tiếng cò gõ nào luôn. Máy chạy khá là ổn. Vâng. Còn các cái ốc ác đây là chuẩn luôn. Vâng. Phần răng cột này, mọi người có thể cùng em nhìn này. Vâng, các cái phần răng này. Đấy, rất là đầy đủ luôn. Form ra đẹp. Bầu đèn này, tròn này. Đấy. Các cái hốc tròn luôn, hút gió, hốc hút gió này. Đấy. Cái này thì không đâm va. Va quẹt nhẹ thì có rồi. Nhưng mà không đâm va. Đấy. Phần các cái phần khung rầm, mọi người nhìn nhá. Những ai quan tâm đến kỹ thuật thì mọi người nhìn kỹ này. Phần khung rầm này căng đét đẹp luôn, thẳng căng luôn, không có dấu hiệu đâm đụng, không có dấu hiệu móp. Vâng, đấy. Mọi người nhìn được. Vâng. Bên này cũng thế ạ. Con này hơi khó nhìn một chút. Mọi người quan tâm thì đến xem xe thì hay hơn. Vâng. Ắc quy thì vẫn còn xanh đét và ắc quy vẫn còn xanh, vẫn còn khỏe. Vâng, nói chung là các cái chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường. Con này có sờ một chút rồi. Còn đâu thì thảm này nỉ cũng như là keo chỉ. Keo chỉ thì những chỗ này đảm bảo cho mọi người luôn. Vâng. Còn phần thảm nỉ thì cực kỳ sạch sẽ, đẹp đẽ. Vâng. Thảm nỉ thì cũng đã theo thời gian rồi nên là mọi người yên tâm, không có gì. Vâng, mọi người có thể cùng em nhìn xuống phần gầm. Đấy, phần gầm thì rất là khô sạch luôn, không có dấu hiệu chảy dầu mỡ. Đấy. Con này thì thời tiết đang ướt, nó ẩm ướt rồi. Còn đâu là gầm khô. Đấy, gầm bệ khô. Gầm bệ cao ráo, khô thoáng, không có mục mọt, không có cong vênh. Đấy mọi người nhìn nhá, rất là sạch sẽ, đẹp đẽ luôn. À. Vâng, và bây giờ thì ta đi đóng cái cửa hai bên này, sau đó thì cùng cảm nhận chiếc xe là xem là độ vọt như thế nào, máy móc như thế nào, rồi côn số như thế nào. Mọi người hãy cùng em nhìn chiếc xe này nhé. Mà nói chung là xe tự động thì đi thì cực kỳ là sướng rồi, dễ dàng sử dụng, tiện lợi, mà kể cả là chị em phụ nữ hay là các anh thanh niên, người có tuổi, ai đi cũng được, rất là tiện lợi luôn. Nó không bao giờ chết máy đi đấy, máy móc chạy khá là êm ổn và phanh ăn phết đấy quý vị ạ. Đây, em đi đoạn thôi chứ không đi nhiều. Nói chung là không có độ ì mà là độ vọt rất là cao. Và đặc biệt là phần phanh, bốn phanh đĩa rất là ăn luôn. Cảm nhận số má mượt mà. Và đấy. Độ bốc thì cũng khá là ổn. Và với cái giá thành thì có 275 triệu đồng mà mua được chiếc Hyundai Avante nhập khẩu này thì lựa chọn quá là tuyệt vời rồi. Phanh ăn phết. À. Thôi dừng, thử thế thôi, còn đâu thì ai quan tâm thì cứ đến đây thử. Vâng,
Vừa rồi thì em Vũ Duy Auto tại chợ ô tô Quan Toan Hồng Bàng Hải Phòng cũng đã giới thiệu quý vị các bạn một chiếc xe mới nhập về cửa hàng. Đó là mẫu Hyundai Avante sản xuất năm 2009, một chiếc xe khá là đẹp và với giá thành cũng tương đối khá thấp hơn thị trường đến 3.10 triệu đồng luôn đấy quý vị ạ. Vâng, thì đây là một lựa chọn khá là tuyệt vời. Những ai quan tâm đến mẫu xe này thì alo ngay cho Vũ Duy Auto và đến chợ ô tô Quan Toan Hồng Bàng Hải Phòng để được chiêm ngưỡng. Địa chỉ của em thì mọi người có thể đánh trên Google Map là Vũ Duy Auto thì sẽ ra địa chỉ luôn. Hoặc là cũng có thể là mọi người đến alo cho em và xem xe. Vâng, hãy nhanh tay đến xem xe để cảm nhận và rước chiếc xe này về. Một chiếc xe khá là đẹp, khá là ổn và chắc chắn là không lỗi lầm gì. Vâng, Vũ Duy Auto xin chào, tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video lần sau. Chúc quý vị và các bạn chọn cho mình được chiếc xe đẹp, chiếc xe ưng ý. Đời tôi cũng vẫn Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.